Tiếp tục buổi trưa của ngày 13 nha anh em. Trưa hôm nay thì đầu tiên ta lên con đen xì xì này hả? Con đen này nhiều người anh em cần lắm á. Bữa giờ anh em cứ hỏi con này hoài mà không có mà bán này. Đây là con áo compact cổ dây kéo, nhưng mà hai bên này bằng vải rất là mềm. Áo này áo compact của bánh tỉa nha anh em. Nói chung là anh em thích dài thì để dài, không thích dài thì cắt cộc tay, để cả cái túi này cho nó đẹp nha em á. Để cái túi này em nói thiệt ra có nhiều con mà người ta cắt á, cắt xong nhìn nó ốc đẹp lắm mà trẻ nữa chứ. Con này không biết nước nào nha. Nói về bánh tỉa thì không biết nước nào. Có cái tem này đây, tem này nó ghi sai thôi, sai của nó thì trật lất sai M. Dây kéo cổ M con này cũng tương đương với M kia chứ, thấy không? M là 70 ký. Để em đo bề ngang phát nha. Bề ngang con này tới 55 là tương đương với size L của thằng Mỹ luôn á, là 70 ký. Bề ngang là 60 chip, à, chiều dài là 6 chip. 70 ký anh em bận, còn anh em bận body lên thì 80. Áo còn đẹp, không có lầm lỗi gì hết. Áo này còn 95 được, 95% được. Ai ưng chốt con này em bán giá cho anh em mở hàng đầu like rẻ như chưa từng được rẻ, 300 nghìn. Sốc chưa? Mã 71 dây kéo cổ nha anh em, 300 nghìn. Chốt mở hàng đầu like mềm ha. Tiếp một con satin màu xanh ô liu, hàng cấp phát của lính Mỹ. Con này thì bẩn cực, mát vai của nó là 42, dài áo của nó là 71. Cái cổ anh em nhìn giùm em, cái cổ này có cái tem, cặp tem là nó đẹp đấy. Cái cổ nó hơi bạc cổ và đây nó bị sờn một chút nhẹ nhẹ nha anh em. Cái tem này thì không còn cái chữ giống gì trên này, trên tem nữa hết. Nhưng áo thì xanh đều, xanh đều màu. Ở đây nó bị lủng một lỗ luôn này. Rồi, một bên áo thì xanh lắm nha. Cái cổ tay là nó quát rồi này anh em. Phần nào nhô ra, phần nó mòn bớt thì nó sẽ bị quát trước, đúng không? Ta thử cái nào nó dài hơn, to hơn thì nó sẽ bị yếu hơn và nó sẽ bị mòn hơn, lủng nha anh em. Con này nói chung là màu thì đẹp, tất tật tật giống con bò, anh em nhìn thấy cũng giống con bò không? Quá đẹp luôn chứ. Nhưng mà dòng này được cái nó quá là nó càng đẹp. Rồi ở đây có dính một chút mực nha anh em. Ở trên cái thân này cũng có bị lỗi một chút này, nó xước, nó sùi lông ra, gọi là bị xước. Rồi cổ này ok hết nha. Ở đây có một chấm nữa. Bây giờ cái này ta cho 85% thì ai bỏ lũng. Nhưng mà cái dàn tem thì đẹp quá. Em thử lại coi cái vai này, vai 42, 43 thì 60 hết đắt chứ mới. Chiều dài hơi ngắn nha. Anh em để cái chiều dài nha anh em. Anh em mua đồ vậy em đo vai, đo bụng thì mình phải để coi cái số đo đó có vừa mình không. Con này được 4-5 cái tem đẹp quá. 5 tem này được 250 rồi phải không anh em. Con này bán 600.000 mã 70. 600 là thành con áo còn có 400 à, 350 chứ. Ồ, con này 60 ký nha anh em, 50 đến 60 ký. Ai ưng chốt con này giùm em. 600.000 một con satin là giá rách lụng, nhưng mà áo xanh đều. Nói 85 thì nó lụng rách thì mình cho 85 chứ thực ra nó còn hăng vải mà. Con nào khi nào mà nó nục rách rồi mình mới cho từ phần trăm sâu thôi. Tiếp một con này áo flot, áo flot không quân, nhưng mà cái chỗ này nó bị dơ này, bị dơ. Vai của nó là 56 và dài áo của nó là 71 của chuẩn cấp phát anh em. Anh em về chịu khó giặt giùm em cái thôi. Con này là màu đen, bo này đẹp. Ở đây có túi nha. Đó, đều và đẹp. Ở đằng sau này cũng đều đẹp luôn. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ có cái dính dơ trắng trắng này này. Bột trít nhà em thì khá là nhiều á,
nhưng mà không biết có phải bụt trích không. Em đâu lại vai về chiều dài nhé, vai 55 và dài áo là 72, 72 thì vừa lưa. Không, nói về chiều cao của con này là quá đỉnh dài, ai cần áo dài là chốt con này. Bởi vì một con flop bình thường là mà tìm tới con 70 là nhiều anh em có chiều cao mơ ước muốn được bận. Nhưng mà nó ngắn quá, 72 là vô tư vi vu luôn. Con này là 75kg, 65, 75kg. Ai ưng chốt con này dùm em 300.000 mã 69. Giá 300.000 bữa nay quất toàn số 3 con này. 300 là 300 nha. Like này chỉ dành cho những con áo tầm giá 300-400 trở lại thôi. Chốt cho em mã 69. Tiếp một con bắc này, con này hai file hơi bị đẹp luôn. Ở đây là màu xanh đen, và ở đây là màu xanh đỏ. Y hệt như cái áo màu số 5 mà màu cổ, màu ô liu và màu hanh ấy. Đúng không? Đây màu xanh đen và đây là màu xanh nó pha một chút đỏ đỏ, là làm cho con áo có cái điểm nhấn rất là đẹp, rất là trẻ trung anh em ạ. Đẹp quá đỉnh luôn, đỉnh luôn, đỉnh không. Con này cũng của bán tỉa và không biết của nước nào, nó cũng mới 96, còn đâm vào dây kéo cổ anh em. Con này thì tương đương size M, M là 60-65. Con này 55 à. Con này cũng 70kg luôn, bằng con kia. Dài áo là 75. Con này là nói đúng ra thì anh em cứ 60-65 bận thoải mái, còn 70-80 là bắt đầu ôm rồi đó, bắt đầu ôm chút rồi đó. 70 là bắt đầu ôm đấy, chỗ này dơ bụi thôi, mới đẹp. Anh nào muốn cho mình trẻ hơn một chút thì quất con này cho em. Em nó không đẹp không ăn tiền, anh em bẩn lên không đẹp không ăn tiền. Trời ơi, phối hai màu này không phải dễ mà có đâu nha em ạ. Rất là đỉnh, rất là đẹp. Chốt cho em con này 300.000 mã 66. Giờ này mà bưu tá gọi thì tiêu đời em rồi, anh em chịu khó chờ em. Alo. Alo, em nghe nhá. Dạ. Dạ, sao anh? Dạ, dạ. Dạ. Dạ, dạ. Chờ chút, anh đọc giùm em cái số điện thoại của anh Trần Bắc ấy. Rồi ạ. 781. Có gì chúc em gọi liền lại anh nhé. Dạ dạ em cảm ơn. Rồi em sorry anh em nhé, bưu tá gọi là phải bắt máy. Bán hàng không phải bắt máy của anh em không anh em ạ. Thực sự là không giờ nghỉ là lý do đó. Thứ nhất, chốt hàng gửi đi cho anh em, bán hàng like, em like đã đành rồi, like xong rồi lại chốt hàng. Chốt hàng mà trong lúc chốt hàng lại bắt máy các anh. Các anh là người em phải bắt máy để anh em chốt cái gì và cái gì không chốt. Sau đó lại bưu tá ở bên kia, những hàng ngày nào đi mà bưu tá lại gọi tới, những ai gọi không bắt máy, những người như thế nào phải xử lý, rồi là ai nhận hàng như thế nào. Em cứ phải làm việc 3-4 chiều, nó ngu cả ngày ra luôn. Cho nên anh em thông cảm nha. Con này cái cổ rất là đều, con này là màu lót trứng sáo này nha. Lót xám, lót trứng sáo. Nó là dòng của áo M65. M65 ấy, lót M65 572 và 568. Dây kéo nhôm và dây kéo đồng. Con này nó bị bể mất một cái nút này. Chất liệu này là bằng bút lin. Bút lin nó có hai loại bút lin nha. Con này nó mất cái tay cầm, bể mất một đầu rồi nha. Cái nút này thì chút nữa ta review coi có cái nút nào ta bỏ vào nha em. Ở đây nó bị dơ một chút này. Áo măng tô này thì nó thuộc về măng tô, nhưng mà
nó cũng thuộc như cái áo, mà áo này đời sau này thì ta kêu măng tô, mà đời xưa ta kêu ba đời si, nhưng em ở đây nó dơ một chút. 38S này, nhìn nó cũng giống nhau nhưng mà chẳng qua là nó theo từng đời thôi. Cái chỗ này có ba chấm dơ này, sau này cũng dơ, cũng sạch đều, sạch đều. Con này lấy cái dây của nó là tuột tuột bên kia chứ, tưởng là mất dây rồi. Rồi đeo nhanh nhé. Nhưng mà ngay cái túi này, ngay cái túi này như có một chút dơ nhẹ nhẹ vào ống tắc. Em nhìn hơ, giống giống chỗ này, chỗ này nó có hơi dơ dơ một chút, nhẹ nhẹ đất thôi, còn ở trong thì đều đẹp hết nè. Rồi đo lại vai là vai 49 thì 80 kg được rồi. Dài áo 104 108 là regular ha, medium được, 49 là medium regular. Cái hàng nút bên này thì đều, nhưng mà nút bên này nó bị bể mất một miếng. Thì bên nào đều thì bên này 70 tới 80 kg nha anh em, 80 kg thôi đấy, 70 tới 80 kg, nút vẫn còn anh em cài lại ha. Còn cái đai này này, cái đai này thì nó bị bể mất đầu, bể mất một bên, giờ sử dụng một bên không cài được, phải thay một cái đầu khác. Thay đầu khác thì anh em ra chợ, cái chỗ mà thay khóa cúc kim chỉ thì mình thay dùm em mất mấy ngàn á, thay một cái đầu. Rồi phần trăm con này thì giờ ta cho là 90-93% đi hả. Thực ra nó đẹp nhưng mà nó vẫn có mấy cái chấm dơ này, có mấy chấm dơ thì em bớt phần trăm, chốt cho em 500.000 mã 68. Nó là mà nếu mà ba đời si thì con này anh em biết không bao giờ có 500 không, khi mà 900.000 là thuộc cái dạng rách lũng mà 900.000 á. Con này 500 mã 68. Alo. Số đâu họ chốt rồi anh Hoa ơi. Dạ. Rồi em chào anh nhé. Con rằn ri này là 100 cô tông nha anh em. Đó. Con này hàng của chuẩn Mỹ, 100 cô tông thì nó cực mát nha. Vai của nó là 49. Dài áo là 75-49-75. Trên này đều và đẹp ha, kể cả cái line của nó vẫn mới có một chút quát nhẹ thôi. Ống tay đều. Nói chung con này là được 93-94%. Đều và đẹp. Đo vai xong đo lại. Vai 49, dài 75-49 là 70-80 kg được rồi. Anh em mà bận con này thì chịu khó đo vai của mình nhá. Nói số ký thì em rất là ngại, vì số ký nhiều người vừa thì vừa, nhưng mà nó chỉ vừa với một vài người thì không vừa hết. Tất cả những anh em đều có số đo này. Rồi chốt cho em con này là 400 mã 67, 100 cô tông, cực kỳ mát anh em. Cực kỳ mát ha. Mã 67. Tiếp một bộ áo mưa không quần anh em ơi. Không quần. Cái bộ vừa trước em bán rẻ có 700 ngàn thì anh em chốt âm. Con này là hai da áo mưa của lính không quân Mỹ, cực kỳ đẹp luôn. Size lắc sọc, size cũng đẹp nha, to nhưng mà thấp, bởi vì người Việt Nam mình không có được cao như người Tây, cho nên là thấp là nhiều. Ở trên này có cái mũ à, size lắc là 80-90 kg, nhưng mà cao 1m6-1m7 thôi. Ai có chiều cao khiêm tốn thì chốt nhanh con này này. Con này đều màu đẹp, áo này nằm được 95% luôn á. Em cao 1m58 cũng vừa con này đúng không, bởi vì con này cao 1m6-1m7. Rồi quần áo cùng màu nhé, đều và thùng đồ mới luôn. Cái size của nó là size medium short à,
cái quần này lại có medium short mà áo thì lại size large, tức là anh em nào mà mua cái này là 70-80 kg mới kèm được cái quần này nhá. Còn ai mà đi theo cái áo, bởi vì cái quần và cái áo nó lệch size, nó đều ngắn như nhau nhưng mà số ký thì nó lệch. Con này ai mà 80-90 kg thì quất được cả bộ này, còn mà 90 kg trở lên, size large là 90 kg trở lên thì cái quần này không đi theo được. Quần này bụng có 96 có theo được không em? Đúng cái áo là 98-90 kg. Quên, nói rồi nói tào lao, còn cái quần là 7-80 kg. Nhưng mà nói để mà kéo với nhau thì 27-80 kg thì quất cả bộ này là nói về anh em có rối không trời. Em nhiều khi em nói mà nói em sợ anh em không bắt kịp cái lời nói của em luôn. Cái này dài 100 bung ra là 102 là hết đắt à. Nói túm lại là ai vừa số ký thì chốt nha. Cái bụng quần này kéo căng hết cỡ có 96 hay 98, em hồi nãy em đọc rồi. Chốt giùm em một kiểu mã 65. Con này chỗ này hồi nãy review sao không thấy này. Cái này ở ngay cánh tay này nó dơ hầy đây. Áo thì mới đẹp mà ngay cánh tay này nó dơ ở đây này. À, do mình không nhìn thấy luôn. Áo thì đẹp trai vậy mà sao mà bệt to như con bò mà mắt nhìn không thấy. Anh em có thấy không mà sao im lặng đây? Thấy là phải lên tiếng chứ. Có mình em nói nhưng mà anh em cũng phải coi nhé, coi tổng quát hết anh em. Em đưa lên là mục đích review cho anh em coi, mình cùng nhau nhìn nhá. 1 triệu chốt giùm em nhá. Nói về đồ mưa mà bị dơ thì giặt ra của sở lũng thôi nha anh em. 1 triệu mã 65. Tiếp một con áo con bắp màu xanh ô liu ở giữa và hai bên này là màu xanh cái gì sao tự nhiên đầu óc tự nhiên nó đơ luôn, màu xanh xám nha anh em. Xám không phải xám, màu xanh ngọc. Con này của hãng Chusebeck size large. Anh nào to này anh Vina vỏ chốt con này vừa nè. Anh về anh hớt cái bắp tay đây nè. Con này bắp tay của nó còn có cái dí kéo luôn, hơi bị đẹp luôn, cắt khúc ngang đây là vừa đẹp luôn ha. À, con này size large thì 90 kg rồi, 100 kg, 90 kg trở lên rồi. Bề dài của nó là 80. Bề dài là 80 và bề ngang là 63. Đấy, đằng trước này, đằng sau này. Nói chung là ai có cái bụng to là bận con này là thoải mái, đúng không? Rồi, con này là tầm 95%. Không có dơ, không có lủng rách. Con này bình thường em bán 1 triệu đâu. Ở bên này còn có một cái tem của quân y nữa. Chốt cho em con này 700 nghìn thôi. Bán rẻ bớt 300 nghìn đó. Mã 76 nha em, mã 76. Cụ võ có chốt thì nhanh tay gói nha. Tiếp cái con satin này thì nó bị dơ cái cổ này. Nó dơ như kiểu nó ố á. Hàng cấp phát nha em. Xanh, màu ô liu. Màu thì rất là xanh nhưng mà cái tem đời. Anh em đọc giùm em cái nha. Bữa hôm giờ em đọc nhiều, bữa nay cho anh em đọc bữa thôi. Cái cổ tay này, cái cổ tay từ trên xuống thì đều nhưng mà ngay cái chỗ này anh em nó cắt cái cúc tay nó hớt bá mất miếng thịt. Hớt miếng thịt anh em đơm cái cúc vào thì che lại nha anh em. Qua bắp tay bên này cũng đều nhưng mà chỗ cổ tay này nó bị lủng luôn. À, nó lủng hai lỗ này luôn. Có quáp nhưng mà vẫn màu đều không? Đều. Anh em có thích thì lật cái ống tay lên được. Sau đều. Cái chỗ lủng anh em lật ống tay lên đi. Hả? Mấy ông này ông lính đi lính ông muốn lấy cái gì ông cắt đều lắm. Còn qua thân bên này lủng một lỗ mất thịt nhá. Mất thịt anh em nào mà bẩn con này là với điều kiện ngắn cắt lai lên giùm em 4-5 phân.
thì con này sẽ được vớt vát thành không có một vết lỗi gì hết. Em đo chiều dài coi vớt được 5 phân à, còn 70. Nếu như anh em cắt bớt cái phần lỗi đó là còn 70. 70 mà em còn hướng dẫn anh em một điều như thế này này. 70. Nếu như 70 thì theo em á, anh em chỉ cần hớt 3 phân thôi. 2 đến 3 phân thôi. Là muốn bòn á, muốn bòn á để mình đưa cái lai cũ lên này. Mình may mình đưa cái lai cũ lên thì mình bòn được thêm 2 phân lai dưới nữa. Nhưng mà dài đầm tầm 70. Ai thích mà cảm thấy chiều dài tầm 70 mà dợt được là con này vớt được. Rồi. Con này cũng 85-90% nữa thôi. Lũng rách rồi. 85% này em. Cho nó lẹ. Xanh màu đều. Kể cả ống tay này. Em nói ống tay nó có quát rồi mà nó vẫn đều màu không? Quát nhẹ siêu siêu à. Còn cái lỗ khuyên tay này này nó mất cái nút, anh em đơm cái nút cái chỗ mà lắt lũng này. Còn không anh em lật ống tay lên. Bên này lũng rách anh em lật ống tay lên. Để khắc phục cái lỗi này mình chỉ có lật ống tay lên. Xanh, xanh. Con này 60 tới 70 kg và chốt chùm em con này giá 500 mã 73. 500 mã 73. Còn cái chiều dài mình trồn lũng với ta thì người dài áo chỉ được 70 nha em. Mình cắt bớt dài 70 là đẹp lên like 10.000 nữa. Chốt cho em mã 73 500.000. Tiếp một con quần cọc trắng chất vải caro 6 túi hộp, bụng của nó là 74 căng hết cỡ là 84. 74 căng hết cỡ là 84, dài quần là 104. Anh em ạ, cái quần này này tại sao em kêu cái co giãn á, 74 là nó chưa có đo, chưa có kéo nha. Còn 84 là phải điều ra hết cỡ như thế này này. Điều ra nó mới giãn ra. Còn anh em căn từ 74, 75, 76, 77, 78, 9, 80, 82, 83, 84. Từ cái số size em vừa đọc đó là vừa hết. Thì anh em căn vừa lọt từng cái đó thì mình chốt. Cái quần này 8 túi chứ không phải 6 túi. Có bỏng mông, con này đều, con này tầm 94 luôn, nói tư là cho tư luôn, 94%, bán 300.000 mã 75, sao không 74 cho rồi đi thầy, thiếu mất con số tư thầy. Thế một con áo hai da của lính không quân, ở trong này là một lớp nỉ ấm hai da ép lại vào nhau nha nhé. Con này nói về ấm thì khỏi phải bàn, hàng của đấy luôn ha. Con này bận mùa đông, mùa hè không có bận được đâu. Vai của nó là 60. Hơi bị to á. Dài áo 75. Dài áo 75 thì cao dưới 1m7 là cao sọc. Sau một vết 6, vết 7 là được. Cái cổ tay đẹp quá, cái form này, cái bắp tay nó đẹp quá. Đây có cái túi này em này. Áo này còn đẹp. Con này là 95. 95, 96 được luôn hết rồi. Áo này mùa đông anh em bận rét tầm 12 độ, 12 độ trở lên. Dưới nữa không có trù nổi đâu. Nói chung là nhìn nó vậy á, nhưng mà nó có vỏ nha. Nhìn nó vậy á, nhưng mà nó có vỏ. Con này 8 đến 90 kg. Nhưng mà con này đẹp quá, bẩn con này rất là mảnh nha anh em. Nó thuộc về cái dạng mà mấy cái dạng tác chiến người ta mới bẩn những cái dòng này, chứ không phải là mấy cái bộ binh quần què mà được bẩn những cái dòng này đâu á. Túi này, túi ở đây này. Trên này túi này. Túi cái kiểu áo mà rồi chốt cho em con này ha, 80-90 kg, 500.000 mã 72, 500.000 nha anh em. Rất là đẹp, bận con này là tự dưng làm cho mình năng động lên, nhìn người ta cảm thấy mình có sức mạnh, khỏe mạnh. Mã 72 nha anh em. Áo này quất với cái quần không quân vẫn được chứ. Tiếp một con satin cuối cùng.
Constantine cuối cùng hàng cấp phát này nha. Em size này. Con này hơi nhỏ, xanh thì xanh đều đấy. Nhưng mà nó có vẻ nhỏ, tem thì đang còn mới. Con này chưa có watch gì mà. Không. Mấy cái đường này rất là đều, watch thì đủ watch của nó rất là nhẹ thôi. Đều không? Quá đều luôn chứ. Đều đều. Con này cũng 93-94%. Có hơn nữa thì là nhảy ra được 95%, nhưng mà 93-94%. Ở đây nó có một vết ố. Anh em nhìn thấy có một vết ố vàng vàng đây không ạ? Đây. Em đưa lại gần anh em nhìn thấy được không ạ? Đưa lại gần cũng không thấy được chứ. Đây. Đó. Ở đây có một cái đường bẹt qua hơi vàng vàng một chút. Và đây có một sợi chỉ nó rút này. Cái này gọi là vải thừa ngang anh em. Áo thì xanh đều. Vai của nó là 425 và dài áo của nó là 70. 425 dài áo 70. Em 55kg thì con này là 60. Tức là 50 đến 60kg là vẫn ok. Có 3 cái tem này. Chốt giùm em con này giá 700.000. Mã 74. Hết rồi anh em ạ. Em cảm ơn và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nha nhé. Cứ thích đam mê đồ lính thì đã qua sử dụng thì chịu khó theo dõi like. Anh em sẽ thấy được cái gì ưng và không ưng nha nhé. Ưng ta chốt rồi. Em cảm ơn và anh em nào có đang ở ngoài trang bìa, đang xem ở ngoài thì có thiện chí ủng hộ đồ của lính đã qua sử dụng thì nhắn tin qua số điện thoại đó, sẽ có người trực nha anh em. Còn anh em nhắn ở ngoài thì nó cũng tốt thôi. Cũng tốt là nó sẽ tương tác với anh em, tương tác có báo qua và báo lại. Chẳng hạn như anh em nói, ủa sao mà con Trâm nó like cả năm nay, cả tháng nay mà không có thấy báo, không thấy gì hết. Bởi vì anh em đã bỏ sót cái khâu là nhắn tin, bình luận, like, đăng ký kênh, gọi là subscribe, rồi like gì đó, những cái thao tác mà anh em đang nói đó, đang nói ở dưới đó, thì cái đấy là nó sẽ báo cho anh em đó. Còn như anh em coi những cái Facebook, anh em kết bạn với người ta tương tự như vậy, anh em xài Facebook là anh em biết, một tuy là kết bạn nhưng mà cả năm anh em không bao giờ nhắn tin cho người ta, like hay bình luận cho người ta một cái gì đó, thì chắc chắn ngày sinh nhật của người ta cũng sẽ không báo cho anh em. Và ngày sinh nhật của anh em nó có đăng lên trang bìa là hôm nay là ngày sinh nhật, Zalo vậy, hôm nay là ngày sinh nhật của anh nọ anh kia. Nhưng mà những người nào tương tác với anh em thì người đó mới được nhận cái thiệp là báo hôm nay ngày sinh nhật của anh. Còn anh em không tương tác với người ta thì 1, 2, 3 hay 1 tuần sau nó mới báo. Cái tương tác đó nó y hệt như YouTube vậy thôi. Mình tương tác thì nó báo sớm, còn không tương tác thì nó trễ thôi. Còn anh em muốn mua đồ là phải gọi nhanh, nhắn tin, Zalo, qua điện thoại, qua số này nhanh em. Em cảm ơn và bye ạ.